Đây là một cái chu kỳ của một vòng gọi vốn. Thì thông thường một cái vòng gọi vốn như vậy, vòng cấp vốn như vậy nó chứa khoảng 12 tuần. Mỗi vòng cấp vốn này chúng ta gọi là mẫu fund ấy thì nó khoảng 12 tuần và nó chia thành nhiều bước như vậy. Đầu tiên, tuần đầu là chúng ta chia sẻ mặt ý tưởng. Tuần 2 thì nó bắt nộp cái, sơ bộ về dự án. Tuần thứ ba thì chúng ta có những cái sự phản hồi từ cộng đồng và chúng ta sẽ chỉnh sửa lại dự án của chúng ta. Phần 4 cũng là phần gọi là cái tuần cuối cùng. Tuần cuối cùng là tuần 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 4 là tuần cuối cùng chỉnh sửa dự án. Tuần 5 thì chúng ta sẽ được những cái CA đánh giá, những cái người gọi là community advisor đánh giá cho chúng ta, đánh giá về từng dự án một. Tuần 6, tuần 7 thì chúng ta sẽ có những cái cựu gọi là VCA đánh giá. Và tuần 9 và tuần 10 thì sẽ là tuần mà chúng ta cộng đồng sẽ voting, lựa chọn dùng chính ADA của cộng đồng để lựa chọn xem là cái dự án nào là cái dự án họ thích. Và tuần 11, tuần 12 là cái tuần trả thưởng. Thì đấy là một cái vòng của một cái fund hay gọi là một cái phần cấp 4. Fund 6 chúng ta thì đang đang ở giai đoạn này. Hôm nay chúng ta đang ngồi đây, chúng ta thì đang ở giai đoạn này, chúng ta đang ở phần gọi là chuẩn bị sang về phần chính ngày hôm nay là cái nó kết thúc ngày 29 nên nó sẽ kết thúc cái phần gọi là chỉnh sửa dự án và sang ngày mai chúng ta chuyển sang cái phần gọi là bắt đầu được nhận đánh giá từ từ cộng đồng, sorry, từ các community advisor, từ những cố vấn. Tuy nhiên thì với cái việc phân 6 nó diễn ra thế này thì là đã xong cho phân, gần như là đã không còn nộp được dự án cho phân 6 rồi. Phân 6 hiện giờ chúng ta chỉ là chỉnh sửa bổ sung và chờ đợi kết quả thôi. Chờ đợi đánh giá của các VCA, CA, VCA và cái lượng vote của cộng đồng. Thế thì những anh chị em nào ở đây, ở đây thì có rất nhiều anh chị em có cùng ý tưởng triển khai trên hệ thống, trên nền tảng của Catalyst. Chúng ta hoàn toàn có thể là vào xem lại các dự án cũ để xem cách họ bố trí như thế nào. Chúng ta có thể chuẩn bị cho những phân 7 và phân 8 để chúng ta biết xem là chúng ta sẽ khi nào gọi chúng ta cần nộp cho phân 7 và phân 8. Cụ thể thì phân 7 sẽ rơi tầm khoảng giữa tháng 11 và phân 8 thì khoảng giữa tháng 2 sang năm. Phân 9 thì lịch chưa có. Đó. Thì đấy là toàn bộ cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ với cả nhà về Catalyst là gì. À, tại sao người ta nói rằng là Catalyst là cái mà sinh ra cho cộng đồng, phục vụ cộng đồng và vì cộng đồng là như vậy. Chính chúng ta đây, những người đang nghe buổi trình bày này, chúng ta sẽ có, nếu chúng ta có ý tưởng, hãy nộp ý tưởng. Nếu không có chưa có ý tưởng, chúng ta sẽ mời những ai có ý tưởng lên Catalyst hoặc chúng ta sẽ dùng chính những cái đồng ADA đang có để bầu chọn những cái ý tưởng mà chúng ta mong muốn. Thì đó là cái thông điệp mà Tiến muốn chia sẻ với cả nhà. Có một lời nhắc nữa là đây, cái slide này là slide bắt đầu cũ của tuần trước và tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu phòng họp Catalyst này sẽ được họp hàng tuần, được chia sẻ hàng tuần và bắt đầu từ 4 giờ chiều thứ bảy hàng tuần. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều và nếu như anh chị em nào có câu hỏi thì mọi người đặt câu hỏi ở trong phần chat để tí nữa mình sẽ các moderator sẽ xem lại. Và bây giờ sẽ xin trả lại đầu cầu cho My. Dạ, em xin cảm ơn những cái chia sẻ của anh Tiến về những cái thông tin rất là hữu ích về cái dự án Catalyst. Thì em rất mong là sau cái buổi này thì mọi người đã có những cái khái niệm cơ bản về cái dự án Catalyst này, cũng như là đây là dự án gì và tại sao Cardano lại phát triển nó như vậy. Dạ, em rất là cảm ơn anh. Và sau đây em xin mời vị khách mời tiếp theo, đó là Aiden. Sẽ chia sẻ về những về cái hành trình của mình về cái Ok, em muốn mời Aiden chia sẻ nhìn về cái hành trình của mình để thành lập công ty Playamine cho đến ngày hôm nay. Ok, hi Aiden. Would you like me to begin the my little presentation? Yeah, okay, sure. Thank you. Yep. I just lost Great. my connection. Yeah. You can share your Great. presentation. Yeah. Great. Awesome.
So I unfortunately don't have any slides for all you wonderful folks, but I really appreciate the invite, and I'm really happy to talk about my experience through developing PlayerMint, as well as going through trying to raise funds for the project, whether that be through the traditional kind of VC world or through going through a really innovative platform like Project Catalyst. Aiden nói là Aiden rất là vui vì được tham dự vào cái cuộc họp của mình ngày hôm nay, và cũng như là ở đây để chia sẻ với mọi người về cái hành trình tham dự vào Catalyst cũng như là thành lập PlayerMint của anh. Yes, you can continue. Great. So for starters, a little introduction on me. My name's Aiden Rankin-Williams, and I joined the crypto ecosystem back in 2017, right as a bull run was happening. So I kind of got in at the very top of prices before they started tumbling downwards. So that was definitely kind of an entrance into the crypto world. One of the videos that kind of really made blockchain click for me was the famous Charles Hoskinson TED Talk in Bermuda, where he kind of spoke on the future will be decentralized. So that's kind of what encouraged me to get into the space. And then I kind of have a hobby of being a gamer myself. So ever since I could kind of hold a controller or click a keyboard, I've been playing games on you know, Flash games on Miniclip, or playing video games on my PlayStation 2. Thì Aiden chia sẻ là anh đã biết đến crypto vào năm 2017 và từ rất là lâu rồi, và trước khi mà nó có những cái sự kiện lên xuống, và cái anh cũng là khi mà anh biết đến Charles Hoskinson, khi mà Charles nói về những cái dự án của mình cũng như là cái chương trình, cái nền tảng phi tập trung của blockchain, thì sau đó cùng với cái niềm yêu đam mê yêu thích của mình đó là Aiden rất là thích chơi game. Aiden chơi game tất cả các loại game, chơi game nhỏ, game lớn, và anh lúc đó là anh đang chơi cái game ở trên máy PlayStation 2 của mình. Yes, okay. Mentioned about TED Talk, right? You have one? You mean you made a video about TED Talk, right? What is it about? So Charles Hoskinson had a TED Talk, I believe, back in 20. Hoskinson. Yeah, his TED Talk at Bermuda. Okay. Yeah, I know. I thought about you. That TED Talk, yeah. Very interesting one. Okay, yes, you can continue. Great. So before I hop into the kind of journey of PlayerMint, I wanted to just describe what it is so everyone has a bit of context. So PlayerMint is a token system so that gamers can get rewarded based off of their gameplay performance in a fungible token called PMX. And then once gamers have this token, they are allowed to interact with an NFT marketplace where they can mint and trade their own assets, all within kind of this gaming ecosystem or gaming metaverse. Cái phần này anh Tiến có thể giúp em dịch được không ạ? Aiden có nói rằng là cái PlayerMint của Aiden ấy thì có thể là mình có thể vừa chơi và xin ra tiền được, bởi vì là nó là những cái NFT và có thể nối thẳng lên cái phần chợ để mua, có thể thực hiện mua bán được. Yeah, please continue, Aiden. Great. So before we could kind of start, myself and the rest of the PlayerMint team, before we could start actually building the product, there are of course things that every single team needs. And that is, you know, humans to actually make the project successful. And of course the time of those humans. And then the final key component, which I'm sure we're all kind of noticing because we're here in Project Catalyst, is funding. So a big thing that PlayerMint was able to accomplish rather easily was bringing on team members, because there was lots of gamers out there that were excited about the project. But unfortunately, bridging the gap between trying to figure out ways to achieve capital for the project in by doing that through a traditional mechanism of angel investors or VCs became quite difficult, because we had to not only educate these investors, but we also had to then pitch them PlayerMint and convince them that it was a good product based on technology they didn't understand. All right. Thì Aiden có chia sẻ đó là
Thì đến với cái dự án này á, thì có rất là nhiều game thủ ở ngoài kia cũng rất là hứng thú với những cái quỹ của Catalyst, nhưng mà họ thấy rất là nhiều cái khó khăn khi mà phải khi mà để mà tìm cách để mà làm cho những quảng người bá khác. Game mình, Dạ. quảng bá game của mình đúng không? Dạ đúng rồi, thì rất là khó để mà có thể quảng bá game cũng như là làm cho mọi người nghĩ đây là một cái sản phẩm tốt, cho nên là đó là một cái hành trình cũng rất là khó khăn của anh. Okay, yes, you can continue. Great. So we kind of had that trouble as a team as to achieving funding for PlayerMint because of that educational barrier. So one thing that we constantly kind of were confronting is not only we had to convince these VCs or angel investors that blockchain was a quality technology, but then our niche product specifically for gamers was a good product on top of that. So because of this barrier, PlayerMint started back in 2018. But because of this kind of funding barrier, it took us a very long time to get to the point where we could actually build the product, because we needed the capital in order to start paying developers to build out the project. So eventually what we kind of came to the conclusion was, is we need to go and speak to the people that understand blockchain first. We can't convince them that blockchain is a quality piece of technology and then convince them that we're a good product on top of it. Rather, we need to go to the people that already understand blockchain so that they can understand where PlayerMint fits within it. Wow. Aiden cũng chia sẻ là lúc đó là nhóm của anh gặp rất là nhiều khó khăn để mà tìm được cái nguồn quỹ để mà có thể hỗ trợ phát triển cái game của mình. Và vào năm 2018 thì có nghĩa là nó là một cái thời gian trũng xuống và anh không thể tìm được một cái quỹ tốt để và khó tìm cái quỹ để phát triển. Và sau đó thì anh nghĩ là mình cần một cái tiền, một cái số lượng tiền rất là nhiều để mà có thể trả cho những nhà phát triển để mà viết một cái game. Và cũng như là sau này thì anh đã nói chuyện với những người biết về blockchain để có thể giúp cho họ hiểu được cái sự kết nối giữa blockchain và cái game mà anh đang có dự định làm. Yes, okay. Great. So on that note of us being able to want to pitch to educated individuals, individuals that understood blockchain, there's a few routes. Of course, there is the ICO where someone sells their tokens in order to raise funds, and then they use that funds to then build the project out based off of that financial investment. And then the problem with that, at least where I'm located in the United States, is a lot of those sales can actually be considered illegal and can get you in trouble with the government agencies. And later on down the line, you might get audited by someone like the SEC because you did an unregistered security sale. So due to regulatory unclarity and making sure that we didn't end up with someone knocking on our door saying that we are going to go to jail, we wanted to make sure that we stayed away from selling tokens as a way to raise funds. Và lúc đó thì anh cũng đã cố gắng để mà tránh những cái trường hợp mà, tại vì anh là ở Mỹ cho nên là cái việc buôn bán token đó thì nó chưa có được hợp pháp, cho nên là nếu mà anh muốn kiếm tiền từ cái việc đó thì có thể thì nó sẽ bị truy tố từ cái phòng từ những cái phòng là những cái cơ quan thuế từ những cái cơ quan thuế của Mỹ, thì cho nên là anh không muốn vào tù, bởi vì mình muốn làm cái việc gì đó lớn hơn, thì cho nên là anh đã cố gắng tránh những cái việc kiếm quỹ bằng cái việc sell bán token. I see. Yeah. I can see. Yeah. Great. You can continue. Okay. Awesome. So that's where Project Catalyst comes in, is we didn't want to sell tokens to people that understood blockchain, because they're of course participating in ICOs for that unclarity regarding regulation. So Project Catalyst really enabled us to speak to our direct end user, the audience that was going to use our platform, and also provide the benefit that we didn't need to sell tokens and we didn't need to sell equity within our company. So the beauty of Project Catalyst is it gave PlayerMint, the team, a platform that had been working for multiple years to achieve funding to speak directly to people that understand blockchain. And the people that we're speaking to don't need to give up their own personal finances in order to support us. Rather, they just need to
support us with the ADA they currently owned through using on-chain blockchain governance. So the really cool feature there is that we can speak to any user regardless of their involvement or amount of holdings in ADA, because each and every one of them has a vote and a say as to whether Project Catalyst should fund Player Mint or any other project involved within it. Và anh nói là, và cái lúc này cũng là đúng lúc mà Catalyst đã xuất hiện và cũng là một cái nguồn quỹ rất là hữu dụng, tại vì khi mà anh dùng cái nền tảng này thì mọi người đều biết về nó và mọi người cũng có những cái cách để mà phát triển nó hơn nữa. Thì khi mà mọi người thì cái anh không những có thể gây quỹ từ cái dự án của mình mà anh còn có thể giúp cho mọi người cũng như là lấy quỹ từ mọi người. Mọi người không cần phải bỏ cái tiền cá nhân của mình ra để mà ủng hộ cho anh, mà mình có thể là cái người mình có nắm giữ một cái số lượng tài sản ADA cố định, và mình có thể, nó có một cái chức năng rất là hay, đó là mình có thể vô bầu cho cái dự án của anh, và từ đó mình cũng có lợi và anh cũng sẽ được Cardano hỗ trợ cái phần tiền quỹ đó. Yes, okay. Great. So the huge benefit of the fact that not only we were speaking to educated individuals, it's also that the connection, because the individuals that were determining whether we received funding or not did not have to give up their own capital to do so. The environment that creates is much more grassroots. It's much more community-based, in the sense that the connections I form are much less money-based. They're much less transactional. Instead, they're much more friendships, and they're much more supportive and creative and helpful, because the people I meet are all trying to pursue the same objective. And we're all trying to pursue building something great on top of a blockchain we all love. And so you're able to develop friendships as opposed to people that simply want to profit off of your creation. You're able to get support from people as opposed to people that kind of want to make a quick buck off of your idea. Yes, okay. Và anh muốn nhấn mạnh lại rằng là mình không cần phải bỏ ra một cái số tiền nào đó để mà có thể giúp cho những cái dự án này phát triển cả, thì mình vẫn giữ cái số tiền của mình, và nhờ vào cái bầu cử đó thì mình có thể vô cho anh cũng như là hỗ trợ cho những cái dự án có được cái quỹ. Và một cái điều nữa đó là cái và làm cho cái game của anh, cái chương trình này, nó là một cái nền tảng mà không có dựa vào quá nhiều cái sự trao đổi tiền, cũng như là không quá nhiều nó không dựa trên cái nền tảng tài chính nhiều quá, và những cái người bạn có thể cùng với anh có thể cùng nhau theo đuổi, họ cũng theo đuổi những cái giống như tương tự, và họ sẽ cùng hỗ trợ nhau, cũng như là có thể yes, thì họ tại vì anh nói cũng hơi nhiều và hơi dài cho nên là em không có nhớ được hết, nhưng mà ý là cũng có nghĩa là anh đã build được một cái hệ thống, có nghĩa là nó rất là thân thiện với mọi người, và mọi người cũng có thể hỗ trợ nhau để mà cùng phát triển nó lên hơn nữa. Yes, okay. Great. So great. What this friendships encourages is that the projects that are funded in Project Catalyst aren't accountable to a few small individuals that hold a massive amount of power, like, for example, a VC group, a few individuals that get to have sway in terms of the project. Instead, the projects funded through Project Catalyst are accountable to the Cardano community, anyone that's involved. So what makes this happen is it creates an environment where every one of you all and everyone else inside of the system is able to say, hey, Player Mint, you all owe it to us to make sure that you deliver on what you promised. And you all get to say, hey, I'm going to hop in your Discord server and I'm going to provide feedback. I'm going to provide review. And I'm also going to provide my resources and my connections, because I want to see your project succeed, because it's using Cardano's resources. So it creates this really beautiful incentive model where everyone is encouraged to help out the projects built on Cardano through Project Catalyst, because we all benefit if the projects funded are actually successful in launching and deploying. Yes, that's great. Okay.
thì anh nói về cái vấn đề là friendship ở đây có nghĩa là cái tình bạn, có nghĩa là cái sự liên kết giữa mọi người với nhau. Khi mà mình xây dựng một cái gì đó trên nền tảng Cardano á, thì nó thật sự rất là phi tập trung, tại vì không chỉ là một ít người nắm quyền, mà cái này ví dụ như cái dự án của anh đã được rất là nhiều người ủng hộ, thì những cái người đó sẽ có thể đến và nói với anh là tôi đã bầu tranh và tôi rất là mong muốn là anh sẽ thành công, và cũng như là tôi sẽ theo dõi anh và sẽ cho những cái feedback cũng như là những cái bình luận hay là những cái ý kiến về cái dự án mà anh đang làm, và chúng tôi là những cái người mà đã giúp cho anh để mà có thể làm cái dự án này. Thì cũng đó là một cái sự tương tác qua lại, thì anh cũng có lợi và mọi người cũng là mọi người khi mà đó là anh sẽ giữ cái lời hứa khi mà anh đưa cái dự án đó lên với cộng đồng, thì anh cũng sẽ cố gắng làm để mà cho cộng đồng thấy được là những cộng đồng đã quyết định một cách đúng đắn. Okay. Yeah. So a great example of that is why I'm here today is the fact that I was invited by members of the Project Catalyst community to come in and share my story on the Eastern Town Hall. And I've never been here before. And it's so cool to hear, all of these different languages come together to support this environment that's constantly growing. So for Playerman in particular, we started off very small, and very rapidly we were able to kind of amass a community that was supportive. We were able to receive invites to do interviews on people's YouTube channels. We received invites to come and present at things like Idea Fest, and we received invites to do things like send out a little clip to a IOG team so that our video could be presented at the Cardano 360 or could be presented at the future Cardano Summit. Đó là một cái ví dụ cụ thể, đó là cho cái sự thành công này, đó là anh được mời tham dự cái buổi họp mặt ngày hôm nay của phòng họp phía đông, thì anh rất là vui tại vì đây là cũng là lần đầu tiên anh tham dự, và anh cũng rất là bất ngờ và phấn khởi bởi vì có rất là nhiều ngôn ngữ cùng tham gia với nhau để cùng phát triển và hỗ trợ cộng đồng. Thì cái lúc mà đầu anh phát triển thì nó cũng chỉ là một cái nhóm rất là nhỏ thôi, và với một cái dự án nháp thôi, nhưng mà từ từ thì anh cũng đã được mời rất là nhiều cái sự kiện, giống như là nói ở những cái trang YouTube nào, hoặc là trong những cái chương trình khác của Cardano như là ID Fest. Khi mà mình có một cái dự án thì mình sẽ tham dự cái ID Fest đó để mình trình bày cái dự án của mình cho mọi người, hoặc là nói trên ILG, hoặc là trên Cardano 360. Đó là những cái kênh khác của Cardano, nó những cái cộng đồng rất là lớn mạnh, và có thể là tương lai nữa là mình có thể được trình bày ở trong cái cuộc họp lớn của Cardano toàn quốc, đó là chương trình Cardano Summit. Yes, okay. Great. So to finish things off here, Playermint had been searching for funding for numerous years in order to build out the project. And as soon as we entered Fund 4 of Project Catalyst, we realized that funding was just one of the many benefits that we'd get from participating. We also got massive levels of peer review on our project, suggestions on how we could improve it, and great ideas such as, hey, why don't we work with stake pool operators to provide unique benefits to them? So, maybe we can mint some NFTs or provide some of their delegators with our fungible token if they interact within our system. So there's lots of potential for peer review and suggestions and benefits. And I guess on my closing note, or I'll let you translate first. Don't want to go for too long. Okay, thank you. Okay. Cũng như để tóm gọn lại thì anh nói là anh đã mất rất nhiều năm để mà tìm một cái nguồn quỹ tốt cho mình, nhưng mà cuối cùng thì khi mà anh biết đến cái quỹ số 4 của Catalyst thì lúc đó anh đã tham gia, và đây cái khi mà cái sự tham gia của anh thì cũng chỉ là một trong những cái lợi ích mà anh nhận được, tại vì ngoài ra anh đã nhận được hơn rất là nhiều cái lợi ích khác nữa, như là anh có được những cái sự đóng góp từ cộng đồng, là những cái ý tưởng và họ đóng góp và họ hỗ trợ anh là mình nên làm như thế nào cho đúng, và có những cái sự liên kết với những cái người stake pool owner, những cái người mà chủ của những cái đó mình gọi là bể đào, phải không mình? Cái bể stake pool là những cái bể mà mọi người có thể đều góp idea vào được để cùng nhau đào ra tạo nên cái block. Dạ thì anh cũng có thể liên kết với những cái người sở hữu những cái bể đào đó, và cũng như là
phát triển cái nền tảng NFT. Và thật sự là đây là một cái nền tảng nó có rất là nhiều cái tiềm năng và mà mình có thể phát triển ở trên nó. Okay, yes. Great. So I would love to encourage any and everyone that is listening to this that if you have an idea or something that you want to build and create, don't be afraid. Please, please, please submit it to Project Catalyst. Fund 7 is right around the corner. And there's this great energy within the community that if there's something that you want to do, that you want to launch, that you want to create, and it doesn't currently exist, you can build it yourself. And all you have to do is send a message into the Catalyst Discord and you'll find other people that want to help you out, collaborate and support you. So I'd highly, highly recommend if anyone has an idea that they think would be impactful to Cardano or is maybe a passion project for yourself, please go to Project Catalyst. You will receive support, you'll receive love, you will receive friends and community. And it's a really happy experience where we can kind of all come together and support one another and build on the blockchain to make it something that we can all enjoy and provide a financial operating system for everybody in the world, not just a few minority. Yes, thank you very much. Thank you so much for your sharing. Okay, và anh Aiden cũng chia sẻ là nếu mà mọi người có những cái ý tưởng thì rất là mong muốn và hy vọng mọi người có thể đóng góp những ý tưởng đó và có thể tham gia vào cái quỹ số 7 sắp tới. Tại vì đây là một cái nền tảng rất là thú vị. Và nếu mà mình có những cái ý tưởng thì mình đừng có ngần ngại mà có thể chỉ cần gửi một cái tin nhắn trong một cái cộng đồng nào đó thôi thì bạn sẽ nhận được rất là nhiều cái sự hỗ trợ. Có thể là mình sẽ biết thêm được nhiều bạn mới nè và có cái sự ảnh hưởng của mình. Những cái ảnh hưởng của mình, những cái mình có thể là một người có thể có gây sức ảnh hưởng cho cộng đồng và vì từ đầu thì nó có thể là một cái dự án nhỏ thôi nhưng mà từ từ thì nó có thể sẽ phát triển lên rất là lớn và mình khi mà tham gia cộng đồng này thì mình sẽ nhận được rất là nhiều hỗ trợ cũng như là tình yêu và tình bạn từ mọi người trên mọi miền thế giới luôn, cho nên là rất là hy vọng mọi người có thể anh có một lời kêu gọi đó là khẩn thiết, đó là mong muốn mọi người nếu mà có cơ hội đã biết đến Catalyst thì hãy tham gia vào Catalyst. Và yes, thank you so much. Yeah. Hey, thank you so much for having me. I really, really appreciate it and I can't wait to see all of the awesome proposals that you all will come up with in Fund 7. Yes, thank you so much. Yeah, we will too. Okay, anh rất là cảm ơn vì đã cho anh có mặt ở đây ngày hôm nay và không thể chờ để mà có thể thấy được những cái dự án của mọi người ở trong quỹ số 7. Okay. And I think, yeah, are you finished, right? Yeah. Yes, okay, that's great. Very, very thank you for your sharing and you got the energy, everything. And I hope that you could inspire everyone here to have the proposal in the next fund. And I think it's time for Q&A. Bây giờ em nhường lại cho anh Tiến nha. Okay. Thank you Aiden for those sharing. Very inspiring, I think so. I believe that many people in the room you inspired by your sharing. I have one question for you, Aiden. We have many things to do in Catalyst. Why did you choose Metaverse and NFT to deploy? Yeah, so we chose NFTs because we felt as though it was the way in which there's tons of tokens out there that have very complex policies and smart contracts and all stuff of like that. But NFTs are kind of this thing that anyone can do where anyone can apply an image and then paste in some sort of property to it that provides unique benefits through the form of utility. Maybe that's a role in a Discord server or a shout out on a Twitter. So NFTs kind of are this cool way in which it's almost like an Instagram post or a post on Twitter where anyone can post it. And it's much more free and open to anyone as opposed to regular tokens, which kind of need all these complex policies and tokenomics. And you need to figure out supply and, you know, smart contracts and utility. Right. Yeah.
Can you share with everyone what is the most technical difficulty you have when you deploy your DApp on Cardano? Yeah, so the most difficult technical problem we had to deal with is likely what I was just speaking about in regards to that fungible token, where you need to figure out the token's policy. You need to figure out how large the supply is going to be. How do you create a deflationary economic model where the supply of introducing on a yearly basis has some sort of deflationary aspect? And it reaches some sort of hard cap point, but at that point, your system isn't constrained by that hard cap. There's some sort of way to continue the velocity of those tokens. So that in combined with the smart contracts, how do you make sure that you have smart contracts that are reliable and don't get hacked? So someone can kind of just drain your project of all of its funds. So the technical details were really in that fungible side of things. How do you make the whole process work? And then of course the final aspect, how do you make it interoperable so that it's usable across a variety of systems and it's decentralized in the nature that anyone can access it without needing permission. I'm waiting for a question from on the people in the room. If mọi người ai có câu hỏi thì mọi người có thể. Đây là một câu hỏi. I have one about the rush. I have one about a rush. If we have our own idea and it was perfect when we telling to people, but suddenly something happened and our project is broken. So should we? I don't know. Should we have to refund to the project? We receive money from the investor, right? And if our project is broken, should we refund them? I would say it depends on who your investor is. If it's something like Project Catalyst, it's a little bit different. If it's someone like an angel investor or a VC fund, what I think is always the go-to and is always going to put you on the high road and is always going to put you in a point of success is transparency. If you are very straightforward and honest with your investor about the situation that you're in, your investor will feel as though they understand what you're going through and the problems you're facing. So what I would say is speak to your investor or investors and tell them about the situation and bring up the problem you're experiencing, but then be sure to also offer a solution. So if your project has some sort of problems with it or is broken to a certain extent, and you and your team want to fix it or want to have some sort of solution to it, present that you have a problem, but then also present that you have a solution. And if you're transparent with that, your investor might say, hey, this solution you're solving right here, the solution you gave to the problem is even better than the initial product. You know, I'm really happy with what you all are doing and I appreciate the transparency. Worst case scenario, if they do say, hey, the project's kind of broken, you know, let's talk about, you know, alternatives towards you know, the project's continuation. Maybe that can end in something like a refund. And at the very end of the day, you conducted yourself in a quality business manner and the VC or angel investor or Project Catalyst will also feel good about that interaction. So transparency is key. Okay, thank you. Of course. So what about if we have the same idea to the other? So what will the this project help? So yeah, if you have a same idea as another project, is that is that kind of your question? Yes. Yeah. So there is a great amount of options, and I think for starters, there's many. For example, there's many social media applications that all try to pursue some sort of similar goal. There's many DeFi products out there that provide the same lending protocols with, you know, minor tweaks in there. So I'd say that your projects might be similar in the sense that, oh, maybe we're both providing on-chain governance, or we're both providing DeFi applications, or we're both building a play-to-earn game on the Cardano blockchain. But what's different is those tiny elements that end up actually making a big
impact. Like for example, the user interface and user experience might be really smooth on your application, whereas on your another projects or potential competitors, it might be less smooth. So you can create edges. But beyond that, I'd still encourage the creation of your project, even if something already exists. But one thing I would definitely be sure to do is message that project, reach out to them, see if there's roots of collaborations, because maybe the skill set that you have is a skill set that they're looking for. And they're like, wow, we could really use someone that understands user experience well. And you all are trying to build a similar product. Let's bring you on our team. You can be in charge of the user experience of it. And then you already have an environment that you can build off of. And now you're joining in and you're helping to create something that already exists and improve it. So I'd say look for those roots of collaboration. And because we're all building on the same blockchain and we all want ADA to be accepted and to create financial identity for everyone in the world, there's a lot of incentives for people to collaborate and for people to work together. Okay, thank you. Of course. Well, I'm self-qualified. Any question? Anyone else? Mọi người có thể hỏi bằng tiếng Việt ha. Mọi người có thể đọc tiếng Việt, tiếng mà mình sẽ dịch xong rồi ai được sẽ trả lời. Chúng ta còn rất nhiều thời gian cả nhà. Metaverse NFT là những chủ đề rất là nóng và những rất nhiều thông tin, thậm chí cả kỹ thuật và cả về mặt business mà chúng ta rất nhiều người quan tâm. Anh chị em mà có thông tin có gì mà muốn tìm hiểu thêm thì cứ hỏi. Em có một cái nữa là cái quỹ của mình ấy, nó có thể nhiều lúc nào? Về quỹ của mình ấy, quỹ đấy gọi là quỹ seed fund. Thì cái quỹ seed fund từ đâu? Để trả lời em câu hỏi là nó nhiều mức nào ấy, thì bọn anh thì thường theo dõi thì bên này mọi người gọi là một cái nồi thạch xanh. Tại sao là nồi thạch xanh? Bởi vì là với mỗi một cái block được đóng trên được nổ trên blockchain, được gọi là ghi nhận trên blockchain ấy, thì cái nó sẽ sinh ra hai thứ. Một là nó sẽ tạo ra cái phí giao dịch, sẽ thu về là phí giao dịch. Thứ hai là nó sẽ tạo thêm một số cái đồng ADA trên hệ thống luôn. Và cứ một block một thế thì nó sẽ góp một phần vào cái quỹ seed fund đó. Chính vì thế cái quỹ seed fund này nó càng ngày lại càng lớn lên. Tức là nó không có giới hạn đúng không? Nó không có giới hạn mà nó theo khi mà mình càng hoạt động càng nhiều về lâu về dài thì nó càng tăng lên. Trừ khi mình chi tiêu nó quá lớn thì nó sẽ thụt xuống và lại tăng lên. Chi tiêu nó thụt xuống lại tăng lên. Cái này mình có thể theo dõi online được em. Có một cái trang này em theo dõi cái này online được luôn. Nếu em quan tâm theo dõi thì anh sẽ chia sẻ em cái link. Mình có theo dõi chính xác là thời điểm này mình có bao nhiêu ADA luôn. Vâng, em cảm ơn. Hôm nay mình có một cái cơ hội rất là đặc biệt để mà gặp người đồng sáng lập của game PlayerMint, cho nên là nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì mọi người cứ hỏi ha. I have a question for you. Let's say that I am an investor. I'm going to invest to PlayerMint. So what are three things you want to say from a PlayerMint to own the investor that they should invest to your company? Great. Yeah. So the first thing that I would say is that every gamer has the dream or want to get paid to play video games. If any gamer out there can purely monetize their gameplay performance without needing to put any money down for monetary risk, they will take that option because it purely means that now their pastime hobby that they love doing can be something that, you know, puts money in their pocket that they can then go spend on their food, their rent, or maybe a gift for a friend. So every gamer wants to take up that opportunity. The second thing that I would say is that their gaming is a worldwide thing. There's 2.7 billion gamers out there, and a massive audience inside that creates content. And all of these content creators are looking for quality ways to engage with their community that doesn't directly
cause advertising. Like there's these all these gaming content creators out there that don't want to just advertise products to their community. Rather, they want to make money off of them in a way that is mutually beneficial. So from an NFT perspective, if you can provide gaming content creators a way to mint NFTs that act as access into their community through the unique properties that they provide, maybe that's, hey, if you own this NFT, you get to play video games with me on my Twitch or YouTube stream. That creator can sell that NFT to for the currency that their community is also earning via gameplay performance. So there's this unique benefit where the gaming content creator and their fans are all playing the same video game and all getting paid to do so. And then the creator can say, hey, I'm gonna mint an NFT and I'm gonna sell it to you for the currency you're earning from gameplay performance. So what you create this beautiful economy inside of these gaming communities all around gameplay performance and then the creativity of the people that want to mint NFTs. The final thing that I would say is that blockchain in the overall metaverse and the overall usage of gaming as a way to communicate ideas, whether that be through education, whether that be through entertainment, is only getting more and more immersive and is becoming a larger part of the modern day. People are getting trained how to do jobs and getting trained how to use things all through this digital environment. So what happens when you provide these digitally native gamers a way to earn currency based off of their gameplay performance? And these gamers already understand what the value of digital items. They already are willing to buy something like a cosmetic for their weapon in a video game or a nice hat for their farmer in a simulator game. So I guess the final note would kind of be on saying like, hey, the future is very much so in front of us from a digital landscape perspective in terms of our capacity to continue the exploration of our environment. I think that exploration lies in the digital world because we've explored much of the earth. So of course we're headed out into space, but we're also head out into the digital world. And you can do things in the digital world that you can't in the physical one. Like for example, I can turn off gravity and then I can have a city that I can fly around in or have unique benefits in that fact. So if you provide a currency earned from engaging in that world and then an NFTs that enable any user to then almost produce assets in that world, you're setting yourself up for success so that as we further delve into this metaverse, you're ready and you're prepared and you're enabled in order to be at the very front of that and kind of be in the starting phases. Thank you. Thank you. Of course. Very interesting. I think I'm a bit curious to know when a metaverse game will be launching with Player Me. Can you tell me when you launch a real metaverse game? Yeah, so we are hoping to launch right around the end of this year. That is our current projected launch date. We don't have an official one, unfortunately, because I think one thing when you're dealing with decentralized systems is that you're putting forth smart contracts that people are supposed to trust instead of you, so that the trust is relying on the smart contracts. We need to make sure those smart contracts are super secure. So conducting things like a code audit is very necessary. So of course, you know, you do things like hire quality developers that understand Plutus and the overall smart contract language. But what happens when an audit comes through and they say, hey, you know, I'd recommend increasing these security options, that might extend development timeline by a month or two. So our rough estimate is around the end of this year. It's possible it takes a little bit longer. It's possible it takes a little less long, but that's kind of where we're headed. And then in terms of the metaverse games, I think one thing to understand about the metaverse is it's not just one game, but it's the collection of games. It's the idea that the NFT that I own that gives me a cool piece of land in one game also acts as a spaceship in the next. It's the way that my assets that I have, the assets and tokens I have in one game will follow me and carry with me as I explore across all video games, all
all digital environments. Much like when you walk into a physical store, if you're walking around a mall or location, if you walk into one shop, you're still wearing the same clothing, you still have the same assets you have on you. And then when you exit that shop and go into a new one, you still have all of those items on you. None of them have been removed. You don't need to create a new account or profile in order to interact with a new physical location. So the metaverse is that idea that I create one account and I'm able to go interact with this game, and then I can go interact with that game, and my assets from each game follow me as I go. So that's, I think, the creation of that metaverse is when Player Mint emerges. And then you also have other games like Ada Quest emerges, and you have Cornucopius and Little Goats and Cardania and Drunken Dragon and all these other games that are building on top of Cardano. When we all come together and we all have this blockchain that all our assets live on, so we can be interoperable, that's when the metaverse starts to form, is when all these projects start to launch. Thank you. Of course. Can you tell me what will be done on chain and what will be done off chain? Yeah, so in terms of what we're doing is we're providing initially a blockchain layer that will live on top of existing games. So for example, take, you know, Fortnite or Call of Duty or CSGO or NBA 2K or Madden or FIFA or whatever game it is. Games. What's that? You make those games. So what we do is we create a blockchain layer for those games. So we don't develop that game ourselves. Rather, okay. What we're providing is if we have an API and a way to authenticate that a gamer owns an account, we're able to create a blockchain layer that exists on top of those video games so that the gameplay performance inside of them rewards them with a fungible token, and then they can use that fungible token to mint NFTs and whatnot. Later down on the line, we do want to support we're going to try to develop out our own software development kit so that people can use something like the Unreal Engine or Unity, and they can actually use Player Mint to develop their own games, and maybe we'll develop our own at that point. But at least at launch, it's more so going to be we're a blockchain layer that lives on existing titles. So with that, we're able to kind of do a lot of fun things and kind of create this experience where the end user is rewarded for their performance, and then they have the capacity to mint their own assets. So I'm sorry if I did not answer the full question. If I didn't elaborate on anything, please feel free to speak to it. I'm sorry. Quite very interesting, I think so. Mọi người có hỏi gì nữa không ạ? Any question? Mọi người có thắc mắc gì về cái dự án Catalyst nói chung không? Có nghĩa là anh đã là người rất là thành công khi mà nộp cái dự án của mình trong vào Catalyst và được nhận quỹ và đã xây dựng nên cái công ty của riêng mình từ cái dự án này. Thì em không biết là mọi người có cái thắc mắc gì về cái dự án này nữa không ạ? Thì anh có thể giúp mình giải đáp. Em có nghe là anh ấy bảo là anh ấy làm ra một cái giống kiểu như một cái giao diện giao tiếp đúng không? Thì sao em? Thế là không phải là người đi viết lại game mà bạn ấy làm ra một cái gần cộng cái để cho những nhà viết game, những nhà làm game khác có thể là kết nối đến để ghi lại những cái nhân vật hoặc là những cái bảo bối hoặc là cái gì đó được lưu tại NFT được. Nó không phải là một cái kiểu một cái giao diện hay là một cái kiểu kiểu những cái nhà làm game đầu tư để họ đưa cái nền tảng game mình vào đấy để sau đó kiểu mình có thể người dùng có thể chơi luôn ở trên đấy luôn nè, đúng không? Giống kiểu Steam hay là Epic. Anh không biết, anh không chơi game nhiều về tên game là gì, nhưng mà cái bạn nói rằng là các bạn ấy chỉ là một layer ở bên ở giữa cái game này. Phần ở dưới blockchain thôi, chứ không phải là bạn ấy không phải là đi làm từng cái game nhất định, cung cấp lại cái dịch vụ đấy cho bên game họ khai thác rồi. Vâng, em cũng hiểu ra ná rồi. Thế thì là cái giao diện đấy, cái nền tảng của anh Aiden anh tạo ra là anh có tên là gì anh nhỉ? Công ty đấy, một công ty gọi là Playermin. Ngoài ra cái từ Playermin biết hẳn biết để đọc nào biết Playermin. Playermin, yeah, đó là một cái game
mình có thể em search trên internet là đâu thấy rồi đúng rồi, có trade ở đây rồi. Ok, trading experience. Cái này cũng là mới với em thôi, vì em hầu như là toàn dùng Steam với cả nói chung là mấy cái giao diện quen thuộc của và nổi tiếng của gamer thôi, chứ còn cái này thì khá là mới. Ok, cả nhà mình có hỏi gì nữa không ạ? Về mọi người có thể là chia sẻ hỏi về Catalyst hoặc là những cái chủ đề mà mình quan tâm, có thể chia sẻ về những chủ đề mình quan tâm trên trên hệ sinh thái của Cardano. Bởi vì là trong mỗi một buổi họp thế này, phòng họp Việt Nam cũng rất muốn là mang đến cho mọi người, anh chị em tham dự những cái chủ đề nó thấy là thú vị thực sự và nó có giá trị thực sự với mọi người, tất cả các anh em đã tham dự ở đây. Nên là tất cả những chủ đề gì mà anh em cần quan tâm, cần làm rõ, ví dụ như hôm nay mình làm về, mình nói đổi về Aiden, về một cái việc là cái hành trình khởi nghiệp của bạn, cái hành trình mà bạn ấy xin cấp vốn từ Catalyst như thế nào, thì đấy là một trong cái câu chuyện rất là thú vị và rất là truyền cảm hứng với lại những anh chị em nào có ý tưởng. Ở đây có rất nhiều anh chị em muốn triển khai những cái phần mềm, muốn triển khai những cái ứng dụng của mình để giải quyết một cái bài toán nào đấy của thực tế mà chưa biết gọi vốn ở đâu, thì hãy cân nhắc xem là cái việc ứng dụng của mình có đưa lên nền tảng blockchain được hay không và có dùng được Catalyst hay không. Chính cái việc là chúng ta chia sẻ như vậy, chia sẻ cái nhu cầu của chúng ta như vậy thì cũng là trong đầu vào để cho những moderator như Tiến và My cũng như là anh Tim có thể là chọn những cái người nói chuyện đúng nhất cho chúng ta. Xin cảm ơn cả nhà. Thì nếu mà mọi người có mong muốn là tuần sau mình muốn nghe về cái điều gì hay là muốn biết về cái điều gì hơn nữa về cái dự án này thì mình có thể bật mic lên và chia sẻ cùng với mọi người. Thì ở đây thì thật ra là không có một cái vai trò nào cả, thì mọi người đều đồng như nhau cả thôi, nhưng mà giống như là em chỉ là một người hỗ trợ mọi người để mà biết đến cái dự án này thôi. Và sau này nếu mà mọi người đã biết đến rồi thì mọi người có thể trực tiếp đến với cái trang đăng ký dự án và mình có thể tham gia những cái cộng đồng và mình có thể gặp được Aiden, có thể làm quen được rất là nhiều bạn bè trên thế giới và họ có thể giúp mình, có thể mình đang có những cái ý tưởng khởi nghiệp nào đó thì họ có thể giúp mình rất là nhiều. Thì họ, mọi người đến từ rất là nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới luôn, và rất là nhiều người đã và đang thành công khi mà kêu gọi quỹ trên cái Catalyst. Thì giống như cái chương trình Shark Tank vậy đó, cái Shark Tank thì nó to hơn, lớn hơn, thì người ta kêu gọi những cái dự án khá là lớn, nhưng mà mình thì mình có thể bắt đầu từ những cái việc nhỏ hơn về những cái niềm đam mê yêu thích của mình, thì từ từ mình có thể xây dựng nên một cái gì đó lớn hơn nữa và có một cái cộng đồng riêng của mình, cũng giống như là Aiden đang làm ở đây. Thì em rất là mong muốn là mình có thể truyền được cái cảm hứng này cho mọi người để mà mọi người có thể có dự án, viết dự án và gửi dự án. Thì hiện tại thì dự án của người Việt Nam đang là hơn 10 dự án đã được nộp vào quỹ số 6 rồi. Hơn 10 dự án được nộp vào quỹ số 6 của người Việt Nam. Và nếu mà mình đã biết đến đồng ADA rồi á, hoặc là mình chưa biết, mình cũng không cần phải biết đến đồng ADA, mình chỉ cần có ý tưởng và mình nộp dự án thôi. Và nếu mà mình muốn thì mình có thể mua cái đồng ADA đó để mà có thể vu cho những dự án. Cái đó là tùy mình, không có thể là không cần mua cũng được, và mình muốn mua cũng được để mà mình có thể bỏ phiếu cho những cái dự án, để những cái dự án đó có thể biến thành hiện thực. Thì cộng đồng người Việt Nam mình là một cộng đồng rất lớn, và em nghĩ là nếu mà mình cùng bỏ phiếu cho nhau và đánh giá những cái dự án nào mà đáng được để bỏ phiếu thì mình sẽ cùng nhau xây dựng cái cộng đồng của mình lớn mạnh hơn nữa và có thể cạnh tranh được với những cái cộng đồng khác. Okay, I see. Aiden, Rankin, Williams. Okay. Em chào anh Johnny ạ. Anh có muốn hỏi gì không ạ? No, không có gì. Vô sinh hoạt vậy thôi. Dạ. Dạ, rất là chào mừng anh đến với buổi họp ngày hôm nay.
Chào các bạn. I see the autopilot learning here. Sorry, Aiden. Have you learned about autopilot learning? Yeah. So autopilot learning is a another project that I'm working on. That's outside of the blockchain or Cardano space. That's a kind of a text message based learning platform that my buddy Chris and I are working on. So it's unrelated to PlayerMint in particular, but it's another kind of entrepreneurial journey that I've been on. Well, this is pretty cool because our group is working on another AI working for about fixing image. Mm. Yes, and I really need help about AI. Absolutely. Yes. Yeah. Okay, I will contact you later about this. Of course. Yeah. I'm more than happy to talk and chat. In terms of autopilot learning in particular, the AI component that we're exploring is using something like, I want to say it's called GPT-3, that uses some sort of text-based learning objective in terms of you can use an AI like that in order to create educational content. And maybe we can do that in a variety of languages. In terms of that overall service, the idea is that we can produce some sort of piece of information related to business, entrepreneurship, content creation, things of that nature. And then we can deliver that to you in the form of an infographic in a text message every day so that your learning objective of understanding new topics and in educating yourself in the business world can be done through something as simple as receiving a text message. Okay. Appreciate this. Of course. Yeah. Always happy to contact, connect and chat. I'm more than welcome to do so. Very lucky that we can find some same interacting yet autopilot is very well used now. Okay. So if you have no further question, I think it's time. To say thank Aiden for your sharing. We really appreciate your what you contribute to our community. I think that your sharing is very inspiring, and many people can will have a spirit to submit the proposal on Catalyst. Thank you, and I think you make our base. Thank you. Hey, thank you so much. I really, really appreciate you all inviting me to your community and giving me a platform to speak. I had a really, really fun time doing so, and I'd be really, you know, unfortunately, I don't speak any other languages other than English, but I just think it's really, really, really cool to see more communities other than English that speaking communities, you know, that already existed on Cardano, but I'm now able to actually start seeing them is really, really cool. So I really appreciate you all having me on. And if anyone wants to connect with me, I'm more than happy to chat further. Thank you so much. Aiden, where are you based? I'm based on the West Coast of the United States. Okay, well, cool. I'm joining from Houston, Texas today. Oh, awesome. That's fantastic. Yeah. Wow. Absolutely. It's called behind the scenes. Yeah. Yeah, a little background. Mọi người có câu hỏi nào cho Aiden nữa không ạ? Anh John, anh Johnny, anh có câu hỏi gì cho Aiden không ạ? No, I joined late. Mình đến trễ rồi ra mình cũng thì sinh hoạt thôi. Dạ vâng. Thì anh có thể xem lại cái buổi này vào trên trang YouTube của Cardano Eastern Town Hall. Thì em sẽ post lại cái buổi họp này cho mọi người nếu mà mọi người muốn xem lại.
Vậy thì vậy thì chắc là phải say goodbye, Aiden. Yeah, so we say goodbye now. So thank you very much for your being here today, and hope to have a lot of updates and new from you, from PlayerMint and other projects that you're working on in the future. And we're all here supporting you. And thank you very much. Okay. Thank you so much. Yeah, I really, really appreciate it. Always happy to connect again and further. And I can't thank you all enough. Really, really appreciate the platform. Yes, thank you so much. Have a great rest of your day, everyone. Thank you. You too. Same. Thank you. Now, do you want to have something to say? Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn cả nhà đã tham dự buổi chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng rằng là buổi chia sẻ có cung cấp thêm thông tin cho cả nhà mình về dự án Catalyst cũng như là những gì mà Canada đang làm. Anh Tiến có thể chia sẻ cái nhóm Telegram qua group chat được không ạ? Thì mọi người có thể cùng chia sẻ với nhau và tham gia vào cái nhóm Telegram. Và em có một cái thông báo nữa, đó là ngày 25 26 tháng 9 này sẽ có một cái sự kiện gọi là Cardano Summit. Và đây là một cái sự kiện toàn cầu của Cardano. Thì đó là một cái sự kiện thì mỗi một quốc gia sẽ tổ chức một cái sự kiện nhỏ thôi, và Việt Nam mình sẽ tổ chức cái sự kiện vào ngày 24 tháng 9. Thì thời gian và cái nội dung chương trình thì sẽ được post lên sau đó. Thì rất là mong mọi người có thể đến tham gia với cái sự kiện đó, cùng chung vui với toàn thế giới về cái sự kiện này. À đúng rồi. À, mình có cái sự kiện gì ở Canada mà ban đầu em nghe không rõ ấy, chị. Dạ. Cái sự kiện nào ạ? Có cái gì mà mình bảo ban đầu ở Canada sau 2 tuần hay 3 tuần nữa sẽ có một sự kiện gì? Dạ, đó là cái sự kiện Cardano Summit. Dạ, đó là cái sự kiện Cardano Summit đó. Thì dạ. Thì nó sẽ là vào ngày 24, 25, 26 là sẽ là sự kiện chính. Là mình có thể mình xem livestream chụp cùng với bên ban tổ chức, và ngày 26, 24 thì mình sẽ có một cái cuộc họp riêng của người Việt Nam. Thì mình sẽ tổ chức những cái sự kiện thì sẽ mời speaker về để mà giao lưu với mọi người. Thì rất là mong mọi người có thể tham gia. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng cho quỹ số 6, thì cái mình sẽ bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 10, và mình sẽ có em không nhớ là bao lâu nữa, không nhớ là có bao lâu để vote, nhưng mà khi mà mình vote thì mình 2 tuần em ạ. Có 2 tuần để bỏ phiếu cho một cái dự án nào đó, và sau đó nếu mà mình sẽ được nhận thưởng là cái đồng ADA về ví của mình ha, nếu mà mình có vote. Thì đây là một cái việc rất là thú vị ha. Nếu mà mình có hứng thú thì mình có thể tham gia vào từ bây giờ. Và đến giữa tháng 11 sẽ bắt đầu quỹ số 7. Cho nên là bây giờ mọi người cứ có ý tưởng, mọi người cứ bắt đầu viết nháp đi ha. Hoặc là có những cần cái thông tin cụ thể nào hơn thì mình có thể vào nhóm Telegram để mà hỏi, thì mọi người sẽ hỗ trợ mình. Bây giờ mình cứ viết nháp đi, tới đó mình nộp là vừa ha. Ok. Bất kỳ cái ý tưởng nào cũng được, mình có thể viết chơi thử để mà tham gia thử cùng mọi người cũng được, không cần phải viết một cách tròn trịa ha. Serious, nghiêm túc luôn. Dạ đúng rồi. Có thể là viết thử cho biết cũng được. Rồi sau này thì mình có ý tưởng thiệt sự thì mình có thể nộp vào và xây dựng đội nhóm để phát triển. Đây là một cái thứ thì bạn mình chưa bắt đầu thì cảm thấy là nó khó thôi, chứ nếu như anh chị em xem lại cái hồ sơ của phần 4 và phần 5 ấy thì thấy rằng là nó cái việc viết project nó cũng không phải quá khó đâu. Thì rất bất ngờ chuyện này, bởi vì sao? Bởi vì khi mà Tiến cũng như anh chị em ở đây lúc đầu mình viết một project ấy, mình nghĩ là nó phải phức tạp lắm. Nhưng tuy nhiên là sau khi mà xem lại kết quả của những phần 4 và phần 5 của những cái dự án proposal mà họ được submit ấy,
thì nó rất là đơn giản, thậm chí nó đơn giản như thế này. Có những đơn vị họ chỉ làm một cái thứ nhất là cái ví euro, cái phần mềm euro, euro của chúng ta nó đang chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh không thôi, thì chúng ta chỉ làm mỗi việc duy nhất là chúng ta chuyển thành tiếng Việt cũng được có cấp vốn, và cái đó ấy không phải cấp vốn riêng cho một lần nữa nhé, chúng ta phải đếm sơ sơ là phải có chục cái dự án như thế để cấp vốn, chỉ được chuyển đổi mỗi ngôn ngữ không thôi. Tất nhiên là cái vốn nó không nhiều nhưng mà nó cũng rất là hay là để chúng ta làm quen. Thông thường thì những cái vốn, cái dự án như thế thì nó cấp khoảng 2.500-3.000 đô, rồi cấp cho các bạn dưới dạng ADA, dưới đơn vị, dưới dạng đồng ADA chứ không phải cấp bằng tiền đô được. Thì đấy là một trong cái nhóm này, ví dụ mà nó... trong nhóm này các bạn nào làm community advisor, catalyst community advisor thì không? Giờ trong nhóm này không biết là ai có thì em không nắm được hết, nhưng mà em có nộp hồ sơ thì cái hồ sơ đó đang trong cái đoạn vòng này thôi. Vòng này thì có nộp hồ sơ cái hôm vừa rồi, hôm 2 tháng 9 thì trên trang của Catalyst có một cái phần nộp hồ sơ. Yeah. Ngoài cái dịch vụ mà viết proposal cũng có các bạn, nếu mà các bạn thích xem lại mấy cái proposal của mấy cái fund trước thì cũng có thể là một cái cơ hội để mà review proposal thôi, để có thể đoán nhận coi cái proposal nào nó có thể mình có thể giúp được họ làm cho cái proposal nó make more sense. Có như em chia sẻ nó không nên dừng, nó không chuyện là làm một proposal hay là làm CA, chúng ta có thể làm người giới thiệu. Biết anh hơi xa rồi không nghe gì. Nghe được không? Hiểu nghe rõ hơn không? Rồi. Có thể là hôm nay cái không phải sao anh truyền nhà anh nó rất không ổn. Sorry cả nhà, xin sorry mọi người rất nhiều. Anh vừa mới nói lại này là ngoài cái chuyện chúng ta làm em xin lỗi nhưng mà chắc là mọi người say goodbye to Aiden ha. Chắc là thôi Aiden nghỉ nghỉ. Chắc là mọi người say bye bye Aiden ha. Bye, bye. Thank you, Aiden. Have a good one. See you later. Pretty appreciate. Okay. Thì tôi tiên là chia sẻ nốt là như trong slide cũng chia sẻ là chúng ta không chỉ dừng ở chuyện là nộp hồ sơ, chúng ta không chỉ dừng ở chúng ta là chuyện là chúng ta làm những người CA. Chúng ta có thể là những người giới thiệu bạn bè hoặc là những người quen của chúng ta nộp những cái dự án lên nền tảng của Catalyst được. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể làm được. Cái đơn giản nhất là chúng ta là một người voter, chúng ta đang sở hữu ADI có thể là những người voter được, người bỏ phiếu cho những dự án mà chúng ta thích được. Anh Johnny có advice gì cho cộng đồng khi mà ở những buổi chia sẻ sắp tới không anh? Một chủ đề nào đấy mà anh có thể quan tâm chứ? Cái quan trọng là sinh hoạt vậy thôi. Nếu mà có gì thắc mắc thì có hỏi trong nhóm, hỏi trong Telegram hoặc là đến mấy cái town hall này rồi hỏi, đừng có ngại. Khi mà cái gì không có rõ hoặc là không hiểu thì cứ ở đây ai cũng muốn giúp đỡ ai, ai cũng muốn có giúp đỡ cho cộng đồng vậy thôi. Cộng đồng Cardano ở Việt Nam, mình ở bên Texas, Houston, ở bên Mỹ, mình làm cho IOHK, nhưng mà mình thì mà thấy cộng đồng Việt Nam ở bên bên Việt Nam sinh hoạt thì mình cũng hứng thú vậy thôi, thấy vui, thấy muốn giúp đỡ bằng cách nào, nhưng mà mình chưa có biết. Bữa nay là lần đầu tiên mình sinh hoạt ở trong cái town hall của Việt Nam, của Eastern Time Zone, thì mình chỉ observe vậy thôi. Dạ, hay quá. Ok, cũng như anh chia sẻ thì cũng như là
anh đừng chia sẻ với mọi người là cái việc mà đến với Catalyst nó không chỉ đơn thuần là việc cấp vốn các nhà, các anh chị em ạ. Đến với Catalyst là chúng ta có những cái sự chia sẻ, có những sự giúp đỡ. Nếu mà các bạn dự án của bạn có gặp một vấn đề gì đó trong triển khai ạ, thì Catalyst là nơi có thể là có những rất nhiều cánh tay sẵn sàng giúp đỡ anh chị em chúng ta hoàn thành được cái dự án của chúng ta. Bất cứ một khó khăn nào đó chúng ta chia sẻ và cộng đồng Catalyst có thể giúp đỡ chúng ta được. Em thấy có một cái điều rất là hay nữa là nếu mà mọi người á, lúc nãy giống như bạn Hiếu hỏi, thì nếu mà mình có một cái dự án trùng ý tưởng với một cái dự án khác thì sao, thì có thể là mình có thể offer, mình có thể hỏi là có thể hợp tác được không, tại vì sẽ có những cái mình thiếu nhưng mà họ cần và những cái mình cần nhưng mà họ có, thì mình có thể hợp tác lại với nhau để mà làm cho cái dự án đó phát triển hơn nữa. Thì em nghĩ là phát triển theo đội nhóm thì nó sẽ tốt hơn là mình phát triển một mình thì không thể nào làm nổi hết tất cả những cái công việc được. Tại vì em nghĩ là ngoài cái dự án này thì mọi người còn có những công việc riêng của mình nữa, thì có thể là dành một cái thời gian nào đó nhất định vào một những cái buổi đầu tiên á, thì mình dành khoảng thời gian ít thôi, rồi mình hợp tác cùng với mọi người để mà làm nó. Rồi khi mà nó phát triển lớn lên rồi thì mình có thể biến nó thành một cái công việc chính của mình luôn. Mình không cần phải đi làm cho người khác nữa, mình có thể tự phát triển giống như là một cái việc khởi nghiệp và có cái quỹ cho mình làm luôn. Thì cái này rất là hay, mọi người nên tận dụng cái cơ hội. Và cái cộng đồng của người Việt Nam mình thì rất là nhiều người sở hữu cái đồng ADA, và em rất là mong là mọi người khi mà những ai có sở hữu cái đồng này thì biết đến cái dự án này và có thể có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người khác, có lợi ích cho cả cộng đồng luôn, thì rất là hay. Đây giống kiểu như là lần đầu tiên của em biết đến cái này ấy. Thế em cho em hỏi chút là đồng ADA nó như thế nào, nó ý nghĩa gì và giá trị nó như thế nào? À, cái này chắc nhờ anh Tiến giới thiệu giúp em ha. Anh giới thiệu lại một chút. Chúng ta có trên thế giới rất nhiều cái hệ thống blockchain khác nhau. Như em thường biết là có Bitcoin, có Ethereum, có Cardano, là ba trong những nền tảng blockchain lớn. Thì trên một nền tảng blockchain nó sẽ có một cái đồng tiền để làm một cái thứ gì, làm một cái giao dịch, thực hiện trao đổi trên đó, trao đổi giá trị trên đó. Thì với Cardano ấy là ra đồng ADA. Thì đồng ADA gọi là đồng tiền trên hệ sinh thái của Cardano. Tất nhiên sau này mình sẽ có nhiều cái token khác sinh ra trên đó. ADA là đồng tiền trên của Cardano. Cardano hiện giờ là cái vốn hóa lớn thứ ba trên xếp hạng vốn hóa lớn thứ ba trên bảng so sánh của CoinMarketCap. Sơ bộ là như vậy. Anh nghĩ là nếu mà để đào sâu hơn thì sẽ mất rất nhiều thời gian hơn. Nếu em thấy Bitcoin là vật là đồng tiền lớn em đã từng quen rồi, thì Ethereum là cái thứ hai và thứ ba là Cardano. BTC. Vâng. Cần thông tin gì khác thì Hiếu có thể hỏi trên nhóm được, thì anh sẽ cùng mọi người sẽ chia sẻ trên nhóm. Như anh nghĩ là cũng là thời điểm mình sẽ kết thúc phòng họp rồi đúng không em? Vâng, cũng muộn rồi. Thì cảm ơn mọi người đã đến dự buổi họp hôm nay. Thì cái buổi họp tiếp theo sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, chiều thứ Bảy tuần sau vào lúc 4 giờ chiều. Thì nếu mà mọi người có thể tranh thủ được thời gian, có thể sắp xếp được, thì có thể tham gia 1 tiếng, 2 tiếng với cộng đồng. Và mọi người có những cái thắc mắc nào đó, mọi người có thể đến để mà có thể đến để mà chia sẻ cùng với nhau. Thì rất là mong những cái đóng góp ý kiến của mọi người để mà, tại vì nhóm thì cũng là mong muốn là mọi người muốn biết về cái gì thì nhóm sẽ mời những cái khách mời, hoặc là sẽ cho cung cấp những cái kiến thức về những cái mà nội dung mà mọi người mong muốn được nghe. Cho nên là em rất là mong muốn là mọi người nếu mà muốn nghe cái gì thì mình cứ chia sẻ ha. Thì giờ cũng trễ rồi, cho nên là cảm ơn mọi người đã đến đây tham gia hôm nay và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người vào buổi chia sẻ vào tuần sau. Chúc mọi người có một buổi tối ngon giấc và một tuần làm việc tốt, cũng như là giữ sức khỏe trong cái mùa dịch này. Dạ, em cảm ơn. Chào mọi người. Cảm ơn cả nhà. Chào mọi người. Chào anh Johnny. Chào cả nhà. Dạ, tạm biệt mọi người.